nhân cách. Đấu ma thân thiện bên ngoài, sở hữu một không khí dễ gần và lôi cuốn, nhưng không thể phủ nhận sự chết chóc và tính toán nội tại bên trong anh ta. Theo niềm tin cao thượng nghĩ rằng, anh ta đang cứu họ khỏi sự đau khổ. Đô Ma vui vẻ nuốt chừng những người đi theo anh và những phụ nữ trẻ hi hi. Ngoài mặt anh ta có vẻ quan tâm đến đồng đội của mình, cơ mà khi biết họ chết mất tiêu, anh còn chả thèm buồn thiệt sự lấy một cái, rất chi giả dối. Đô Ma khá hư vô và thiếu cảm xúc của con người, đã thừa nhận rằng ngay cả trong những ngày còn là con người, toàn bộ khái niệm cảm xúc hoàn toàn xa lạ với anh ta. Là một con người thông minh, anh nhận thức ngay được điều này là bất thường. Duma đã bù đắp trái tim trống rỗng của mình bằng sự dối trá, học cách giả tạo cảm xúc của mình, đủ để đánh lừa tất cả những người quan sát sắc sảo nhất. Anh ta trông cứ như là một kẻ tâm thần, thiếu sự đồng cảm ngay cả đối với cha mẹ đang hấp hối, và chỉ phàn nàn về mùi máu treo trong phòng sau cái chết của họ. Ước gì mẹ mình đừng có làm căn phòng lộn xộn hơn nữa. Ngoài việc không có khả năng nhận cảm xúc, Duma còn thể hiện khả năng chịu đau đến mức biến thái, cũng có thể đó là sự vô cảm bẩm sinh với nỗi đau. Một số hành vi đáng lo ngại như là để ngón tay vào hộp sọ, chọt thủng một lỗ thẳng qua thái dương, sau đó chọt chọt ngoay ngoáy nghịch ngợm với bộ não để nhớ lại những ký ức của mình. Khuôn mặt thì hết sức thanh thản. Hoặc lúc chào hỏi thượng tứ Akaya, anh ta đã khá vô vật và chân tay lên cổ hắn. Bỏ tay bạn ơi. Bỏ tay bạn ơi. Bỏ cái tay ra. Bỏ ra.